Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này. Và điều đặc biệt thì hiện tại nick này của mình đang ở Kim Cương 1 năm sao. Và đây sẽ là một cái trận đấu do gọi là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, hay còn gọi là một trận đấu rất là căng thẳng để lên được rank cao thủ. Thì để xem mình hôm nay mình sẽ chơi vị tướng gì và mình sẽ chơi như thế nào, gặp đồng đội sẽ như thế nào và tem đối phương nó mạnh mẽ, đẹp đẽ, sạch sẽ như thế nào. Rồi, đầu tiên thì tem bên bạn S5 đã cấm vị tướng đập flash rồi. Hiện tại mình đang đi chơi một mình nha, chơi đơn đấy. S1 đặt tên kỳ vậy. Mình chắc chắn là bạn chat chứ kỳ vậy luôn đấy. Sao vậy? Ủa? Có bên gì? Bạn có ấy bạn sao? Tên S2v2 hả? Bạn cứ tưởng cái gì cơ chứ, khổ quá cơ. Luis. Vâng, Luis. Bạn S2 bạn tên là Luis. Và cuối cùng thì theo mình, bạn cũng đã cấm vị tướng Superman. Bên kia đã chọn vị tướng Nagaroth và quyết định của mình sẽ chơi vị tướng Joker. Chuyện quyết định của mình lên cao thủ thì mình sẽ sử dụng vị tướng Joker đi đi đường rừng nha mọi người. Đấy, một trận đấu rất là căng thẳng và mình sẽ quyết định sử dụng vị tướng Joker. Team mình bạn S2 đã chọn. Bạn chọn vị tướng gì đây? Đúng rồi, sao bạn kia bạn lại chửi nhở? Không hiểu bạn S3 bạn ấy đi cả họ nhà mày. What the fuck, bạn đã chửi ghê vậy. Wow, bố AFK. What the hell. Đúng rồi, ui dồi ôi, sao vậy. What the hell me. Thua. Vâng, một trận đấu rất là căng thẳng của mình mà bạn ấy lại có những cái từ ngữ xúc phạm những người gọi là đang xem clip một cách không thương tiếc. Đấy, đây là rank hiện tại đang Kim Cương 1 năm sao nha mấy men. Cút xuống danh vàng mà chơi. Oh yeah, come on. Vâng, một trận đấu đang trở lên gọi là rất là căng luôn. Nóng chưa từng được nóng luôn. Khi mà bạn S3 bạn ấy đang chửi bạn S5 rất là thậm tệ chỉ vì bạn ấy cấm vị tướng Superman. Cấm một trong những vị tướng tủ của bạn S3. Đang rất là căng. Dồi ôi. Mình phải trấn an đồng đội mình bằng một cái câu là rất là đơn giản thôi mà. Chuyện đâu còn có đấy. Đúng không? Trời ơi men. Xàm lờ. Vâng, kệ con XX nó. Chắc là chắn là cái từ XX đó là có những người là đứng sinh thành của chúng ta đây mà. Mình nghĩ rằng là như thế. Vâng, một trận đấu rất là căng luôn. Vâng, bạn S2 bạn đã kêu thích thì nghỉ sớm. Bố mày đi ngủ. Vâng, bạn ấy đã chuẩn bị gọi tinh thần đi ngủ từ rất sớm rồi. Mất con mờ một sao của bố. Rồi ôi, tại sao lại mất nhỉ? Bạn có biết ai đang đứng ở S1 không? Joker đấy. Thằng củ bạch kim. Rồi ôi, sao lại chửi nhau kinh thế nhỉ? Thật sự ra nói thì mình thấy một số bạn khi mà bạn ấy chụp hình đăng Facebook, có nghĩa là bạn ấy lên được rank kim cương, bạn ấy kêu là thoát khỏi cái kiếp bạch kim nhiều chẩu rồi. Nhưng mà mấy bạn không biết rằng á, lên tới kim cương cao thủ ấy, nó còn gấp mấy lần là bạch kim. Đấy, mình nói thẳng cho mấy bạn biết luôn. Đây, như cái trận đấu ngày hôm nay đây, thẳng mặt luôn. Bây giờ nha, không có phải là một mình kim cương nha. Tất cả Shogun cao thủ này, Lữ Bố cũng cao thủ này, John cũng cao thủ này. Đấy mà mấy bạn vẫn chửi nhau cái là giống như gọi là mấy thằng con nít đi chơi game ấy. Đấy, táng nhau ngoài tìm nét ấy, chửi nhau giống như y chang, nó không khác cái gì chứ. Mấy bạn đừng có nghĩ rằng ở rank gì không có gọi là những thành phần gọi là họ chửi nhau. Đấy, bạch kim hay cả kim cương, kể cả cao thủ cũng vậy. Đấy, mấy bạn đừng có nghĩ rằng cứ thoát khỏi cái bạch kim là thoát được khỏi những cái tình trạng AFK hay là những tình trạng gọi là phá game này nọ. Kim cương cao thủ hả? Đây, đấy, mình nói thẳng cho mấy bạn luôn. Đây là một trận đấu rất là quan trọng đối với mình. Vì thế nên mình chơi vị tướng Joker này không được hay cho lắm. Kệ, vẫn đủ sức để mà quyết định cầm vị tướng Joker vào chiến đấu với ở rank gọi là kim cương 1 năm sao. Đấy, kim cương 1 năm sao thì mình lại mình lại chơi cùng với toàn mấy bạn cao thủ thôi. Đó, trang bị của mình là cái kiếm chi hồn nha mọi người. Hay lắm, tốt lắm. Cái gì vậy? Chat gì vậy? Anh em đè đầu thằng Hảo đánh D. What the hell? Oh yeah, come on.
tao không giúp đâu. Ok. Vâng, bạn mà Gaga bạn kêu là ok. Vâng, ra đây mà đây em này. Trời ơi, mình lại không biết gì phải sợ cả. Đấy. Đấy, thắng bại là tại kỹ năng, ý lộn, thắng bại tại tem. Đấy, nếu mà mấy bạn không giúp mình thì mình thua. Đấy, bên kia nó có Nagaroth, một trong những vị tướng có khả năng gọi là cướp bóc, gọi là bậc nhất Liên Quân Mobile. Úi giời ơi, ngon. Này thì chơi này. Cao thủ mà mấy bạn không giữ sao thì mình cũng chịu thôi, mình chả quan trọng đâu. Đấy, nếu mà trận này thua ấy thì trận khác thì mình sẽ lên lại. Úi giời ơi, con người ta nó có kỹ năng mà, mấy ông mấy bà cứ phải lo nhỉ, đúng không? Kể cả trận này thua thế nào đi chăng nữa thì trong vòng ngày 1, ngày 2 thì mình cũng sẽ lên cao thủ thôi, đơn giản lắm. Đối với mình thì nói chung là chơi không được hay, nhưng mà rank kim cương thì không có thể giữ chân mình được quá là gọi là 1 phút 30 giây. Đấy, 1 phút 40 giây là mình lên cao thủ ngay, tại mình không có thời gian chơi thôi. Đây là cái nick của mình nha. Nhưng mà thật sự ra thì mình chơi cho nhiều nick khác họ lên cao thủ trước cả mình cơ, nhưng mà mình nick mình không có thời gian chơi. Hôm nay thì đang cái lúc cận quan trọng, mình vào làm clip cho mọi người cùng xem. Đấy, mọi người thấy Joker mạnh không? Ôi trời ơi man. Hô hô thằng ngu. Đậu phộng Lữ Bố này, mình nhớ bạn cũng cao thủ mà ta. John cũng cao thủ mà ta. Châu Na cũng cao thủ mà ta. Hô hô hô. Này thì hô hô này. Hư nè. Hô hô nè. Nagaroth bên kia bạn ấy có vẻ như không thích cướp bóc nhỉ. Nhẹ dám qua cướp Joker. À đây này, vừa mới nói xong. Sao lát cái này, what the hell, đậu phộng. Đang lúc căng thẳng mà tự dưng đơ như cái cơ thế này. Húc cho một phát này. Hù, hết hồn chưa. Ê. Trời ơi, úi giời ơi. Giết nó, đúng rồi, Ngộ Không nằm xuống đây anh. Húc cho một phát, chết này. LA, đồng thế. Bình tĩnh mấy ông ơi. Mấy ông mấy bà bên kia bình tĩnh giúp tôi nha. Đừng có để tôi cáu nha. Tôi cáu là máu nó dồn lên não đấy. Mà nó dồn lên não rồi đôi khi tôi bị đột tử bất ngờ đấy. Ôi trời ơi, mấy bạn sẽ phải vu khống vào cái tội gọi là làm cho con người ta gọi là ra đi không bao giờ trở lại. Bắn chết nè. Hư nè. Bụp nè. Chết nè. Trời ơi, bắn lâu thế. Con này càng áp sát bắn nó càng đau. Trời ơi, mà Joker bị ăn hành sấp mặt kìa. Rồi xong, hay quá, Joker đã bị hạ gục. Dê, thật là tuyệt vời. Vâng, Joker team mình đã bị team bên bạn gọi là đè xuống và làm tập thể luôn. Rất là căng. Châu Gan đang làm gì? Bạn ấy đang quẩy. Nhưng mà bên kia nó đứng ở gần trụ quá. Nếu mà mình lao tới thì nó cũng biến về trụ, đâm ra thì thôi tốt nhất đừng có hổ báo có trồn. Kệ. Ủa sao AD Zone nó lại đi đường trinh công công nhỉ? Đậu phộng nó sao lại phá Lữ Bố nhỉ? Sao nó không đi đường rừng dòng ta? Hi hô hi đậu phộng thôi xong rồi, xong. Vai cả lều luôn. Chiêu. Đấy mọi người thấy không? Trận cuối của mình lên cao thủ nó rất là căng luôn, mà gặp team bên mình nó toàn là cao thủ nó mới cay chứ. Không phải là mấy bạn ấy bạch kim, không phải là mấy bạn ấy kim cương nha. Mà lại gặp càng cao thủ mà đánh như thế này thì mình cũng chịu thôi, không biết nói gì bây giờ. Thằng này nó ngu quá. Thua nhiều cày ca. Ôi dồi ôi. À, ý các bạn Lữ Bố là kêu là bạn John bạn ấy thua nhiều quá đâm ra cay á. Mình cũng không biết nói làm sao luôn. Không, tao gặp mày mới thua nè. Hí hí. Không, tao gặp mày tao mới thua nè. Hí hí. Cay quá, cay rồi. Đầu vọng mình mới cay nè mấy bạn ơi. Sao số mình khổ như thế. Bắn cho một phát nè. Ừ nè. Tự nhiên em ơi. Vào cờ lờ mít. Mình không biết nói gì nữa rồi, thôi xong. Úi giời, khoái. Khoái quá. Tịt cả đá quá đi. Tịt cả đá quá đi. À, gặp John phá game. Phát cả lúa. Thì mọi người xem clip này của mình nha. Hy vọng thì mọi người giúp mình chia sẻ đến cái clip này đến những cái nhóm chơi Liên Quân nha. Để cho không biết cái nhóm nào có bạn John trong đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi xem được cái clip này. Cay quá mấy bạn ơi, đậu phộng nữa chứ. Phá game thế này, chết mình nữa chứ, khổ. Số tôi nghèo không thể lo gì. Tốc biến, Joker tốc biến làm gì vậy, sợ cái gì nó. Sợ cái gì mà phải tốc biến nhỉ. Chết thì thôi, đỡ phải biến về, có gì đâu mà phải căng nhỉ. À, tính cướp bóc à, vớ vẩn. Tính cướp bóc ở đây đây. Đang có chiêu cuối nha, mình chả việc gì phải ngại khi mà mình có chiêu cuối trong tay nha. Chiêu cuối cộng chiêu 1, áp sát bắn một phát. Này thì chơi này, hư nè. Ủi ôi, đau chưa?
Đau chưa? Phê chưa? Này thì hư này, hư này, nằm xuống một em. Ôi giời ơi, 3-0 rồi, ngon quá. Toro đi đâu? Úi giời ơi, cỡ như bạn thì mình bắn một phát là gần chết. Hãy xem ta đây, bén, bén. Thì đã có Violet lại còn thêm ông Nagaroth nữa. Tôi không biết nói cái gì, lời nào để mà nói nữa cơ. Mình cũng không biết sao luôn. Con Toro nó giảm mình giết được nó rồi. Đúng rồi, Lưu Bố, giết nó. Sao nó còn nhây? Vâng, một pha xử lý của những anh cao thủ, rank cao thủ, những anh chơi Lưu Bố rank cao thủ. Có thể nói là đấy là như một trong những cái pha gọi là xử lý gọi là không phải Ngộ Không bên kia nó hay, mà là tại vì Lưu Bố tên mình, bạn ấy quá hay. Bạn ấy quá hay. Hay có thể nói là quá hay. Không còn gì để mà nói rồi. Đấy là một cái pha xử lý ở đây. Chất. Đấy, các bạn có thể thấy những bạn mà rank cao thủ họ chơi như thế nào. Chất không? Trời ơi, trời ơi, gặp cướp rồi em ơi. Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Đi ra. Trời ơi là trời, khốn nạn. Con Toro để phá đám. Thứ gì đâu ấy. Mình gặp đồng đội mình nó đang ngáo rồi, đồng đội bên kia nó còn hay. Thế này thì làm sao mà tôi gánh tem đây. Đi ra. Trời ơi. Tôi giết người đấy nha, tôi giết người đó. Tôi giết người nè. Hư nè, hư nè, hư đã đâm bạn luôn nè. Hư nè, tôi chết rồi. Thôi, thế là thôi. Là thế đó, gì vàng là mơ. Chỉ vì cấm con Superman, vậy mà trận đấu này đã trở nên một trận đấu vô cùng khốc liệt. Khi mà John nó đã quyết định phá Lưu Bố, và trận đấu lên rank cao thủ của mình đang trở nên rất là khó khăn. Khó khăn hơn bao giờ hết khi gặp được những đồng đội rank cao thủ rất là chất như thế này. Đây không phải là một trận đấu rank kim cương, cũng không phải một trận đấu rank bạch kim, mà là một trận đấu rank kim cương 1 5 sao cộng 3 người rank cao thủ. Các bạn có thể thấy rằng thì một trận đấu đang trở nên đang rất là khó khăn đối với mình, một vị tướng đi rừng. Khi mà có những vị tướng phá game như John, ví dụ khác biến đi cái thứ tính khủng nạn. Chán quá mấy ông ơi, tôi biết làm sao bây giờ đây. Mình gặp mấy thành phần phá game thế này ức chế quá. Chán. Một nhát vào đầu này em, một nhát này húc cho một chết này. Chà, hư nè, hư nè. Đánh luôn cho gan ơi, sợ cái gì nó. Bắn nó đầu, nát đầu luôn. Ê, bình tĩnh anh ơi. Trời ơi anh ơi, anh có thể bỏ cái cây gậy nó ra được không? Solo tay đôi được không? Mất đỡ heo, nó cứ lấy gậy nó đè đầu mình, nó đập như thế thì khác gì là đập con đẻ nó đâu. Thứ gì đâu á. Mới gió cơ đã vào, bạn ấy đã chát một cái câu rất là ghê gớm. Quánh chết cái thằng Hảo đi, mình không giúp nó đâu. Dồi ôi, đè nó quánh chết nó đi. Khổ quá, chắc mai sau phải đổi tên thôi mấy ông ơi. Đổi cái tên gì bây giờ nhỉ? Không phải anh Hảo ha, đặt cái tên nào? Không phải anh Hảo, đấy. Cho người ta không biết như mình chứ đâu, mình cái chén này chơi nó vào nó phá hoài. Gặp cái thứ gì đâu á. Ăn là nó chửi miết thôi, khổ đời tôi quá đi. Sa, hư nè. Wow, hay quá. Ôi trời ơi, Lữ Bố có một pha gọi là cân kinh công cận người rất là ghê gớm. Ủa hình như mình nhớ lúc đầu hình như bạn ấy thông thạo S hay sao nhỉ? Đâu có phải thông thạo bình thường mới tập chơi đâu ta, sao bạn ấy có thể chơi hay như vậy nhỉ? Thực sự bạn ấy chơi rất là hay. Mình rất là cảm kích những cái người chơi hay như vậy. Mình rất là thích luôn. Hy vọng thì lần sau mình không đồng vai sát cánh cùng bạn. Hay lắm, tốt lắm. Không biết có bạn nào mà bạch kim 1, kim cương 1 5 sao mà gặp cái đội một cái trận đấu mà giống như thế này không? Phải cả lều. À, cái con John kia nó không đi đường rồng luôn kìa, nó bỏ mất rồng, mất đường luôn, mất cái gì, mất hết, nó cứ đứng ở đường dưới. Nó không có đi đâu hết, mặc xác, kệ cuộc đời. Ủa ôi, bắn cho bạn chết này, hư nè, bắn cho một phát nè, nát đầu nha em.
Này thì bưởi à bưởi, xông lên, tôi tới đây, tôi tới đây, à đây, à đây, đây thì hư này, tôi tới đây, đúng rồi, quẩy nó, oanh nó, này thì ngộ không này, hất tung rồi này, chạy đi đâu hả bưởi, lại còn thế nữa à, lại còn thích chơi, hư nè, ngon nha, hết mana rồi, tôi đi về, bây giờ mình chạy qua con bùa xanh một cái, có khi Nagaroth nó lại đứng trực sẵn. Nó lại vung đao ra một cái, lúc đó răng mình lại không còn gì mà ăn nữa. Thế thì khổ cuộc đời lắm. Rất là căng. Đi về chặn ăn, đó, xách cái máu ra. Ai mà gọi là bù láo bù liếu thì mình phải chừng vêu mồm ra. Hết bù xanh rồi. Ê, mình lên không ăn được. Hết máu rồi, chạy ra nó vả cho cái chết. Giờ Nagaroth đâu dám solo mình đâu. Solo mình đừng quánh cho sắp mặt ngay. Nào chơi. Chơi. Không dám à. Trụ vẫn không lấy được trụ. Joker được cái chiêu một của nó áp sát bắn rất là phê nha. Joker đâu rồi? Sao không giúp người ta ăn rồng đi ông nói ơi? Ông Joker ông đi ngang qua ông chả thấy rồng gì rắn gì hết trơn ấy. Trời ơi sao mình chừng chỉ mất không ai được rồng ai? What the hell? Đứng đây chơi. Vãi cả lúa thôi xong. Rõ ràng mình trừng trị vào con rồng mà cuối cùng mình không ăn là sao nhở? Phải thôi xong rồi. Do nó còn phá mình, hồi nãy nó còn ăn bù đỏ của mình nữa cơ, cay. Joker tên mình đã hạ gục được Violet. Violet chết nhưng mà cái hệ lụy của bạn Joker không thể nào sống sót được khỏi mùa mưa. Sau khi mà bạn Ngộ Không tem bên kia rất là mạnh mẽ chạy ra cho một gậy vào đầu, chết ngóm của tỏi luôn. John vẫn chưa chết. Rất là may mắn khi mà Nagaroth bắt John mà không thành công. Ayya, tem mình hiện tại đang cách biệt tem đối phương hết 5 mạng. Nhưng mà cái trụ của tem mình hiện tại đang rất là yếu. Ba đường trụ rồi mà trong cái đó lấy được bên kia cũng một cái trụ thôi. Hư nè. Hiện tại mình đang giết được 5 mạng, chết 3. Chẳng quá mấy bạn ơi. Ngộ không chơi không? Ngộ không đi đâu? Chạy làm sao được? Húc cho một phát nè. Hư nè. Đó. Chống cự là bùng bự ngay. Mình đang di chuyển vào khu đường giữa. Mình thấy Violet tem bạn với cả Morgana tem bạn rất là ít máu. Hãy xem ta đây, giết nó. Xông lên, bắn nó. Húc nè, hư nè. Một pha nằm xuống của vị tướng Violet tem bạn rất là nhanh. Cái gì đây? Húc nè, hạ hai gục hai thành viên tem bạn. Nhưng mà mình cũng không thể sống được. Mình nhớ ở đằng sau lưng mình có rất là nhiều người mà. Có John, có Joker. Nhưng mà mấy bạn ấy chỉ núp thôi. Mình lao lên như một vị thần, hạ gục được hai thành viên tem bạn. Nhưng mà cái kết của mình thì cũng không thể nào thoát được khỏi. Một người làm sao mà đánh được 3-4 người đúng không? Trong khi đó còn Nagaroth này, còn Toro này. Tem mình thì đi đâu? Mấy bạn đứng ở đằng sau mấy bạn nhìn. Mấy bạn ngó, đấy mấy bạn lắc mông, lắc đất tự sướng với nhau. Chiêu. Không thể nào mà. Chán quá. Tên mình đang bị ép toàn tập luôn. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ lên cho nó cái dìu Hyuga nha mọi người. Với cái trang bị như thế này thì mình có thể áp sát hạ gục được vị tướng Violet này. Hoặc là vị tướng mở gai gai tem bạn này trong một nốt nhạc thôi. Rồi xong, kinh công đã bị hạ gục. OG come on. Hay lắm, tốt lắm. Với một cái đội hình gọi là toàn những anh kiệt như thế này thì mình nghĩ rằng trận đấu này sẽ kết thúc sớm. Và phần thắng thì sẽ không thể nào dành cho đội mình được rồi. Mất cái trụ rồi anh em ơi, về đi. Đéo biết à. Đúng rồi, bay ra chơi nó, xâm diệp nó. Hãy trời, mình thấy Joker, mình tưởng bạn ấy chơi. Ai ngờ thì mình, tụi mình lao ra một cái chả có ai lao ra. Mấy bạn cứ biết chơi luôn. Vâng, Toro theo bạn đang hất tung vì tướng Lữ Bố.
Ở đằng sau vị tướng tem mình đang chạy ra, Chogan đang chạy ra, John vẫn đang bắn. Joker lao vào áp sát nổ chết một thành viên tem bạn, rất là ghê gớm, trụ còn rất là ít máu, rất là căng thẳng. Lưu Bố đã hạ gục được vị tướng Violet. Hiện tại tem bên bạn còn Nakaroth và Toro. Nakaroth có chết không? Không chết. Nakaroth chạy thoát nhưng mà Toro không thể sống. Vâng, một pha combat rất là kịch liệt giữa hai đội hình. Mình thì mình chết quá sớm rồi vì cái tội hổ báo của mình. Cũng như là cái pha đấy mình nghĩ rằng là Joker nó lao vào, thế là mình cũng lao vào, cái là đồng đội đánh là mình cũng phải đánh. Thế mà cuối cùng ai ngờ đâu, team mình nó không đánh, tất cả đều lùi về hết trơn và mình lĩnh chọn một cái chết. Sau khi mà team bạn 4-5 người nó đè mình, nó đánh sấp mặt mình luôn. Chẳng qua mấy bạn ơi, lật kèo anh em ơi. Lật kèo gì, mình hơn team nó cả gần 10 mạng mà lật kèo gì đúng không? 21 trên 13 mà lật kèo gì. Mấy bạn phải nên nhớ rằng nha, cái quan trọng ấy không phải là ăn nhiều mạng thì sẽ thắng được, mà quan trọng phải đẩy được trụ thì mới thắng được. Chứ mấy bạn đừng có nghĩ rằng ăn được mạng là thắng nha, sai lầm rất là lớn đấy. Chát nè, đẩy hư nè, ui dồi, ăn được cái con bùa rồi, hay lắm, tuyệt vời lắm. Đi về về ông ơi, ở đấy làm cái gì. Rồi Lữ Bố đang bị hai đối phương nó đánh cho sấp mặt luôn. Chết nè, rồi mình cũng trả thù được vị tướng Joker. Nhưng mà hiện tại team mình chỉ còn có 2 người, 3 người. John vẫn đang ở khu vực đường trên. John không về thì team mình sẽ bị nát, tại vì team đối phương nó sẽ tràn vào, nó tấn công cái trụ. Cái gì đây, Châu Na đang làm gì? Châu Na đang bị bắn cho chết này. Hư nè về. Châu Na đang làm gì? Châu Na ơi, nhanh lên bạn ơi, nhanh lên. John, vâng, John vẫn đang ở khu vực đường trên, chỉ có một mình quẩy. Và cái kết của chúng ta ngày hôm nay, anh John anh vẫn đang đứng đường trên, anh đang ngắm phong thủy. Chắc là anh ta đang muốn kiếm một cái mở điểm MVP đây mà. Mình dĩ dàng như thế. Và trận đấu quan trọng của mình rất là căng thẳng. Kim cương 1 năm sao lên kim cương. À, lên cao thủ. Và yeah, thất bại. Không thể tin được. Đấy, mấy bạn đừng có nghĩ rằng ở rank bạch kim mới có chảo nha. Đấy, mình vừa xem cái gì hiện ra trước mặt. Vâng, và cái nguyện vọng của anh John đã thành công. Anh ta đã lấy được MVP. Rất là hay, rất là lợi hại. Thua. Rồi mọi người xem clip của mình, vui lòng chia sẻ cái clip này đến những cái nhóm chơi Liên Quân nha, để cho mọi người biết cái bộ mặt thật của những anh chàng cao thủ gọi là có tính chầu tre, đậu phộng vào phá game. Fucking wow shit. Khốn nạn. Rồi ok, bye bye mọi người.